Ai, trời là trời bạn ơi. Vào trong cái server Hero MC chơi game Bedworld, ai là kẻ giết người mà Tàn bị giết trước không à? Tàn mấy thanh niên chơi game bro. Trời ơi trời, chơi kiểu này chán hết một. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình nè một like nè, một share nè, và nhớ vào nút subscribe đăng ký hỗ trợ kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Mình đã gần đạt được 1 triệu subscribe đó, anh em đừng quên là đăng ký hỗ trợ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn. Mày đâu chết rồi rồi. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Cái con sói kia trời, trốn mày trốn mày trong đây đúng không? Quay, tủ quần áo của tôi bà làm gì vậy? À, ông bao che cho nó đúng không? Ông sau lưng này đúng không? Ủa cái gì vậy? Cái gì mà tự nhiên sáng sớm bà cầm súng mà vô nhà tôi bà la lối âm sầm gì vậy? Ông không biết gì hết trơn á hả? Ê khoan, stop, bỏ súng xuống trước khi nói chuyện với tôi. Cầm súng rồi bà lỡ bà bóp cò cái tôi chết luôn sao? Xin lỗi. Trời ơi, không biết gì hết trơn á. Sáng sớm là tôi với Dịch đó hả, đang chơi trốn tìm ma sói. Dịch sẽ biến thành một con sói hung dữ và tàn bạo. Xong sau đó hả, Dịch sẽ đi tìm tôi. Mà hên, tôi chọn được, tôi làm thợ săn đó. Cái tôi cầm súng, tôi đang đi săn ổng. À, tôi đi săn con sói đó. Gì? Mà ông có bao che cho Dịch không? Chơi ma sói hả? Trời ơi, Timmy làm thợ săn hả? Dịch làm sói hả? Đúng rồi, chính xác luôn. Trời ơi bạn ơi, lần đầu tiên mình nghe nói một con vịt mà được làm sói á bạn, ghê vậy. Ủa? Tao là sói đây. Ừ, cái gì vậy? Trời. Ê bình tĩnh. Đây lần đầu tiên mà tôi thấy có một con sói nó sói vậy. Gì sói lông đen lồi bùm sẵn rồi ngầu rồi gì nữa. Ủa vịt đang đóng vai con sói hả vịt? Ừ. Sao em nhìn giống con ngựa mặt ngu vậy? Ủa mà không có cái đầu sói thì tao đưa tạm cái đầu ngựa mặt ngu cosplay thành sói chứ sao được? À, ủa mà cũng cũng đẹp đó. Ủa mà hai người hôm nay chơi trò gì vui quá vậy? Đang tập vợt để đi chơi ma sói. Trời ơi, vừa mới có một cái trò chơi ma sói được mời ông Mini World bá đạo lắm luôn á, nhưng mình sợ mình núp nên phải tập chơi. Cái gì? Có trò chơi ma sói luôn hả? Gì ghê quá vậy? Wow. Mà nha, không phải là ma sói không đâu, mà nó là trường học ma sói. Trường học ma sói luôn. Đúng rồi, wow. Trường toàn sói luôn. Trời ơi bạn ơi, ghê quá vậy. Ui, lần đầu tiên mình nghe nói là có trò chơi ma sói ở trong mini world luôn á. Ủa, mà có chó sói thiệt không? Hay là có con ngựa mặt ngu giống như anh? Đây là mình gọi là hàng ở nhà, hàng handmade thì nó mới nội địa này thôi. Chứ còn bên kia người ta làm á, trời ơi, trò chơi người ta bắt đầu cái là nguyên một con sói xuất hiện. Trời ơi, vậy là bên đó bắt đầu xuất hiện trò chơi là nguyên con sói xuất hiện, chứ phải là con ngựa mặt ngu giống như anh xuất hiện đúng không? Đúng rồi, nguyên một con sói xuất hiện một cái. À, ok, ghê. Ui, con sói xuất hiện một cái. Ôi, trời ơi, dịch phun nước miếng tùm lum la. Trời ơi bạn ơi, nghe hấp dẫn nha. Sẵn tiện hôm nay mình không biết mình phải quay cái gì cho anh em xem, hay là hôm nay mình sẽ quay lớp học ma sói cho anh em xem nha. Ừ, hợp lý á. Vậy đây, anh hãy dẫn bọn em với những bạn fan đi đến cái chỗ gọi là lớp học ma sói đó để mà mình chơi game đi anh. Thôi không, anh đi đâu, em núp lắm, em không chơi được đâu. Ơi, được mà. Chị em chơi chung với Timmy đủ không chơi nha. Được mà nghĩ sao em bọn mình được. Không thi đấu với người ta nữa mà bọn mình thử thi đấu với nhau xem bọn mình có thắng không đã rồi mới chơi nè. Chơi không? Chơi luôn. Vậy là ba đứa mình sẽ thi đấu với nhau đúng không? Bà đạo bọn mình đi chơi trường học ma sói xem ai là pro ma sói. Đi. À, ok bạn ơi. Vậy là bây giờ anh Dịch đã chịu dẫn mình với lại Timmy đi rồi. Thì bây giờ mình với lại Timmy anh Dịch là bộ ba bá đạo sẽ cùng nhau thi đấu chơi trò ma sói nha anh em. Ok rồi, đi thế nào? Let's go. 1 hour later. Ok và mấy bạn ơi, bây giờ mình đã mời anh Dịch với lại là Timmy vào trong con map trường học ma sói cùng với mình rồi nè mấy bạn ơi. Ồ, thì bạn thấy cái ngôi trường học nhìn đẹp không? Wow, đẹp ơi là đẹp luôn. Dịch với Timmy thấy đẹp không? Đây chỉ ra con map trường học ma chó. Trường học ma sói, trai kêu trường học ma chó trời. Đây em chỉ cho Dịch coi nha. Rồi mình sẽ chỉ cho mấy bạn xem luôn nè. Thì mấy bạn có thấy trên tay của chúng ta đang cầm cái gì không? Đây, mình cho mấy bạn xem nha. Thì đây bạn ơi, trên tay của mình đang cầm là một cái lá bài các bạn. Thì cái lá bài này nè, khi mà chúng ta mở ra, chúng ta sẽ được gọi là triệu hồi thành ma sói. Bạn thấy ghê không? Mình sẽ mở cho bạn xem thử nha. Wow, mình được làm ma sói lửa bạn ơi. Wow. Vậy là bây giờ mình đã được làm ma sói nè. Còn Dịch được làm gì? Tìm. Phù thủy. Dịch được làm phù thủy hả? Đâu, Dịch mở, Dịch lấy vật phẩm coi Dịch được những gì. Mở nè. Được hai cái bình chọi sống và chết. Ồ, hai cái bình chọi sống và chết. Còn Timmy được gì? 5 cái bánh mì. 5 cái bánh mì. Now
500 cái bánh mì á. Ủa tiệm mì không có kiếm không có gì. Tôi là dân làng, tôi 5 cái bánh mì à. Vậy là trong cái trận này mình đã được ma làm ma sói, dịch làm phù thủy, còn Timmy là làm dân làng. Timmy chỉ có 5 ổ bánh mì thôi đó. Thì mọi người có biết nhiệm vụ chúng ta hôm nay là làm gì không? Gì? Đó chính là chúng ta sẽ vào đây chiến đấu cùng với nhau. Thì bây giờ mọi người đếm 1, 2, 3 đến bây giờ tôi đếm từ 1 đến 10 đi, mọi người phải tản ra trốn hết, còn tôi sẽ là người đi kiếm, hiểu không? Tôi mà kiếm được Timmy tôi sẽ giết Timmy, tôi mà kiếm được dịch thì tôi sẽ giết dịch. Giờ dạ, mình nghĩ coi, giờ anh có cái bình chọn chết thì anh còn đánh nhau mày được, giờ nó có 5 cái bánh mì làm gì? Thì nó lấy cái bánh mì nó nhét vô miệng em chứ làm gì? Đếm tới 10 đi, đếm tới 10 đi. Ok rồi, đếm đến 10 nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ nè, mình sẽ triệu hồi ma sói cho các bạn xem nha. Đây, mình sẽ triệu hồi ma sói nè. Cái nào để triệu hồi ma sói ta, cái này đúng không? Bum. Wow, các bạn ơi, các bạn nhìn nè. Đây là con ma sói lửa đó các bạn ơi, trời. Nhìn cái mặt nó kinh dị không các bạn? Wow, trời ơi, mà sao con ma sói lửa trong đây nhìn nó ốm nhơ ốm nhách vậy ta? Sao nhìn nó xấu vậy? Mặt là giống Phong Cận á. À không. Mấy Trang Phong Cận á. À, mấy người đang ở gần đây đúng không? Tôi mà thấy được mấy người tôi giết mấy người nè. Đó mấy bạn xem nè. Con ma sói lửa này á là cái đuôi của nó là gọi là sao? Màu vàng với màu đậm với màu cam nè. Cái chân của nó cũng vậy luôn nè. Và cái người của nó thì màu nâu các bạn ơi. Wow, nhìn nó cũng khá là kinh dị đó. Được rồi, ma sói lửa. Bây giờ ngươi phải cùng với ta đi tiêu diệt Mr. Dịch và Timmy. Đó, để xem coi lần này ai sẽ là người giết được nhau đây. Ủa còn cái cục này là gì ta? Wow, cái cục này dùng để bắn ra mũi tên hả? Bắn. À, ok rồi. Cái này là dùng để bắn mũi tên bạn ơi. Là trúng vô người nào là người đó sẽ chết. Ok. Bây giờ ma sói bắt đầu đi tìm người đây. Các ngươi hãy lo trốn đi. Kìa mấy bạn nhìn kìa thấy không? Con ma sói nó đang đi theo mình kìa bạn thấy không? Đó, nó đang đi theo mình nè. Ok. À mày hãy tìm mi. Ta là ma sói đây, đứng lại. Ma sói tấn công tìm mi. Tha cho tôi một lần đi. Tha hả? Tha gì mà tha, đứng lại. Tìm mi rồi. Tha đi, giờ đây. Giờ đây cứu tôi. Ủa tìm mi nó mới đây đâu rồi? Ủa nó chạy đâu nhanh vậy? Ma con ma sói, mau đi theo ta, nhanh lên đi kiếm tìm mi. Ma sói đâu rồi? À, trốn trong nhà đúng không? Trốn trong nhà tắm đúng không? Ủa không có hả? Ủa Timmy nó nấp ở đâu nhanh quá vậy ta? À, để xem coi. À Timmy ơi, Timmy à, ra đây cho kẹo nè. Ủa sao con ma sói nó dịch chuyển tùm lum vậy? Để xem coi dịch ở đâu nào. Im lặng là vàng. Sao chỗ này nó có cái hố im lặng xuống là vàng. À, được rồi, hay lắm. Đang trốn ở một nơi không ai biết tới. À, mấy người này trốn ở đâu vậy ta? Ơi, ma sói. Ma sói bây giờ ngươi đi theo ta nha, ta mà gặp ai là ngươi sẽ nhào vô giết người đó nha. Con Timmy nó chạy nhanh quá. Ok. Dịch đâu rồi? Ủa, có cái luật lệ hả? Dạ rồi ơi. Nó sợ nó thua vậy, nó sợ nó thua kệ đi dịch. Unicha. Kệ đi. Dịch nè. Cái gì đây? Ủa sao dịch? À hiểu rồi các bạn ơi. Con ma sói nó đã giúp cho mình kéo ông dịch ra ngoài. Trời ơi, dịch đứng ở trước cửa luôn trời. Ok coi. À bình thuốc của phù thủy nè, mình lấy được luôn rồi nè. À. Ui. Giờ còn Timmy. Ui, Timmy kìa. Mình thấy Timmy rồi. À. Ma sói mà mau đuổi theo Timmy nhanh lên. Timmy nè, Timmy. À, té ơi. À, ok, nhảy lên đây. Ờ, ta mới thấy Timmy trên nóc nhà. Timmy rồi. Ma sói mà mau phụ ta giết Timmy nhanh lên. Ma sói đâu rồi? Ma sói ơi. Ủa đi đâu biết. Ta? À, Timmy đâu rồi? Timmy đâu rồi? Ta đến đây. Ta với ma sói tới đây. Ủa ma sói, ngươi thấy Timmy đâu không? Không thấy hả? Không. Vậy Timmy đâu ta? Gọi là nói ra chỗ cho tôi biết nữa ha. Ở đâu? Ở đâu? Cái gì vậy? Ma sói dí đấy cho ta. Đúng rồi, ma sói đuổi theo ma sói. Đúng rồi, trời ơi, ma sói đang dí theo Timmy bạn ơi. Ma sói nhanh đi, nhanh lên ma sói. Trời, con ma sói đi chậm quá vậy, nhanh lên coi, con ma sói này chạy chậm quá. Nhanh lên ma sói. Trời, nó đâu rồi? Lâu dài, leo. À, nó bên dưới kìa ma sói. Dí theo, ma sói dí theo nhanh lên. Trời, con ma sói này nó ngu quá. Ok, leo hả? Bắn nè. Bắn người nè. Chạy. Sao Timmy né ghê vậy? Bắn nè. Ma sói đuổi theo nhanh lên, ma sói. Ma sói mau đánh Timmy cho ta. Đúng rồi, hay lắm. Trời ơi. Bị lắc. Mấy bạn thấy sói lửa của mình ghê không nào? Sói lửa của mình tấn công chết Timmy luôn rồi. Ok rồi, để xem trận tiếp theo coi người nào sẽ được làm ma sói nha. Bắt đầu nào. Rồi ok, bắt đầu trận tiếp theo nè, để coi người nào sẽ làm sói nha. Ok, bấm nè. Bùm. Ui, em được làm phù thủy anh ơi. Ghê hả? Sướng hả? Dịch tôi làm gì? Timmy làm gì hả? Tôi làm thợ săn. Ui, Timmy làm thợ săn. Ghê hả? Dịch làm gì? Ui, dịch làm ma sói. Ôi, chạy. Cái mày gì vậy? Chết nó. Anh phải đếm 1, 2, 3
rồi, từ từ. Đúng rồi. Ok, cho Phong Cận cưỡi thú lên chạy á. Cưỡi thú lên chạy Phong Cận. Làm sao mà kịp? Chịu hồi. Ai da, chịu hồi nhầm con rồi, con này sao chạy? Trời ơi, chịu hồi con này sao chạy? Timmy. Timmy. Timmy thợ săn cứu Phong. Đúng rồi, hay quá Timmy ơi. Wow, hay quá Timmy ơi. Rồi xong. Lần duy nhất được làm má sói, một đứa chết. Trời ơi, trời duy nhất tôi được làm sói, trời ơi. Ok. Mày. Ok. Mày chết, mày chết rồi. Ok, rồi rồi. Rồi. Thôi thôi mọi người đừng cãi nhau nữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ xem ai được làm sói nha. Bấm nè. Tin. Rồi xong. Timmy làm sói anh ơi. Timmy làm sói. Chuẩn bị chưa? Các ngươi đã chuẩn bị chưa? Dịch được làm gì? Dịch làm sói, dịch làm sói kìa, dịch làm sói. Gì? Dịch làm sói luôn hả? Mọi người biết Phong làm gì không? Làm gì? Dịch làm sói, Timmy làm sói, Phong làm dân làng được 5 ổ bánh mì. Trời ơi mấy bạn ơi, bây giờ 5 ổ bánh mì làm sao mà trốn được đây. Thôi rồi, chơi luôn. Chạy bây giờ mọi người đứng đây đi. Mọi người đứng ở đây đi, đếm từ 1 đến 10 cho Phong chạy chứ. Ok rồi, ok. Đếm nha. Bắt đầu rồi, 1. Trời ơi, gặp hai con sói luôn bạn ơi. Ê, khoan, nó nghe nè Phong nè, tại vì có hai con sói nên chắc luôn cho Phong cái này luôn nè. Cái này là gì? Để coi này là gì ta. À, cái này là cái mũi tên bắn nè, đó, cho luôn đó. Ơi, vậy lỡ cho rồi, cho Phong luôn cái móc leo đi. Không, nổi ra. Ok, rồi, thôi, chơi luôn, bắt đầu đi. Vô. Ê, khoan, vậy giờ có hai con sói, có một mình Phong là dân làng, cho Phong chịu hồi thêm con mèo đi, để Phong chạy. chơi luôn. Ok luôn, rồi, chắc đi, chứ giờ Phong làm dân làng có được gì đâu. Ok rồi, có con mèo đi chạy các bạn ơi. Rồi bắt đầu đi, đếm đi. Người ta làm sói, một thằng thợ săn, một thằng ấy, một thằng phù thủy, sao không cho tao sống đi. Mà bắn tao cái thật đi. Rồi chơi nè, bắt đầu đi. Ok mấy bạn ơi, mình phải núp mấy bạn ơi. Bây giờ hai con ma sói đang đi kiếm mình các bạn ạ, cho nên mình phải núp mấy bạn ạ. Đếm đi. Đếm tới 1 10 đi. 1 2 3 4 5 10. Con Timmy đù này nó hải vũ các bạn ơi, nó đếm kiểu gì vậy? Hây, trời ơi ma sói, cắn Timmy. Ủa gì á? Hơ, sói có thể giết nhau. Bản đồ này chỉ một mình ta được quyền thắng thôi. Hơ, giờ chỉ còn mình tao với ngươi thôi Phong Cận à. Ủa gì hả? Độc ác của con sói chưa? Trời ơi, mấy bạn ơi, anh Dịch đã giết chết Timmy luôn rồi. Trời ơi, anh Dịch không tha cho ai hết. Anh Dịch giết Timmy luôn. Wow. Phong Cận ở đâu? Phong Cận ở đâu? Anh Dịch đúng là con sói độc ác. Trời ơi, ai biết đâu. Trời ơi, ai biết là sói cắn chết sói đâu. Trời ơi, vừa trời ơi, cái nó cắn Timmy cái phạp. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ gọi là mình sẽ tìm đường để mình chuồn bạn ơi. Chắc mình chạy ra khỏi trường luôn á. Có cổng nào mình mở cửa mình chạy. Phong ơi, con sói của anh nó bị ngu rồi, nó kẹt đầu trong kho rồi, nó ở trong đây luôn rồi. Rồi, chết Phong rồi, trời ơi. Phong hả? Dịch ơi. Phong ở đâu? Em dưới đây nè, liêu, chạy. Dùng cái móc, hả? Bắn nè. Bắn sói. Ơi. Tí, ta sẽ né chiêu của ngươi. Ôi, hơi ổ khung kỹ năng hả? Dịch ơi. Chứ không kỹ năng hả? Đúng rồi, cái kiếm chỉ dùng để chém thôi. Trời ơi, Dịch ơi, tha em lần này đi. Ây da, chết mèo em ơi. Chết mèo em, Dịch ơi. Chết mèo, tao giết mèo mày luôn. Ôi, nhảy luôn. Cao. Dạ. Nhảy ai, cao. Cao, chẳng biết mèo là chặt đuôi nhảy mèo cao. Là chết rồi. À, mày. Ây, nó mèo nào. Bút đít mèo cái nè. Bắn mà sói. À đủ, thôi bắn mà sói, đừng bắn anh. Dịch, bắn dịch luôn. À đủ. Win ơi. Nó cười mày. Cái mèo luôn là cùng cung là bắn nha. Ok thì các bạn ơi, thì bạn thấy trận đấu vừa rồi á, Phong Cận có hay không nào? Một mình thôi thắng hết 3 trận luôn. Vậy mà hồi nãy Dịch dám kêu mình là cùi bắp. Trời ơi trời, mình quá giỏi luôn đúng không các bạn? Hả? Thì Phong bây giờ Phong Cận núp. Núp cái gì mà núp? Trời ơi, Timmy đù với lại anh Dịch ngựa mặt ngu làm sao mà có thể thắng được em được? Ê, Dịch ma sói mới cày mày. Nhầm, Dịch ma sói nhầm. Ok bạn ơi, thì mấy bạn có thấy trận đấu vừa rồi có hay không nào? Nếu như bạn thấy trận đấu vừa rồi hay á thì mấy bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Hero Team, chính là anh Mr. Bịch, Timmy TV, Kyron TV, mèo Simmy, Sammy Đào, Khang Dừa, có Khang Dừa mà. À không, nhầm, Khang, à, cũng subscribe cho Khang Dừa với lại là Siro nha các bạn. Đó. À, để có thể gọi là đăng ký ủng hộ cho thành viên của Hero Team nhé bạn. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, yêu anh em, vãi nồi, tạm biệt. Bye bye. Ngựa mặt ngu, chào mọi người đi ngựa mặt ngu. Nhớ subscribe cho Mr. Dịch nha. Nhớ subscribe cho ngựa mặt ngu. Vất vả.